Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 13, phẩm 37, lãnh hội chánh pháp. Bấy giờ có vị Bồ Tát tên là Văn Thù Xá Lợi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, tôi giờ uy nghi đi đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là nghe pháp liền thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nghe như không, thảy là không, không có chỗ nghe, cũng không có hình tướng dung mạo của các pháp thiện ác, vì pháp là vô hình tướng. Vì sao Thế Tôn dạy rằng phải thọ trì đọc tụng để đạt được toàn bộ gốc ngọn của tuệ không? Lúc này Đức Thế Tôn im lặng không đáp. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, phàm là nghe pháp thì là có ngôn giáo mới được nghe pháp hay không ngôn giáo mới được nghe pháp? Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lần thứ ba thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, pháp có sinh diệt, pháp không sinh diệt, nẻo chuyển pháp luân của tất cả chư Phật là hữu chuyển hay vô chuyển? Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Này vị Tàu Thánh Tử, tất cả chư Phật đều chuyển pháp luân, cũng là hữu chuyển, cũng là vô chuyển. Bồ Tát nay hỏi là nhằm hỏi về hữu chuyển hay hỏi vô chuyển? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thưa: Kính bạch Thế Tôn, chỗ con muốn hỏi là gồm cả hữu chuyển và vô chuyển. Đức Phật nói: Này vị Tàu Thánh Tử, chánh pháp của chư Phật cũng không hữu chuyển, cũng chẳng vô chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là cũng không hữu chuyển, cũng chẳng vô chuyển? Đức Phật nói: Các pháp như không, nên không có hữu chuyển, không có vô chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Kính bạch Thế Tôn, vậy từ hôm nay Như Lai thuyết giảng là hữu chuyển chăng, là vô chuyển chăng? Các vị Bồ Tát cùng cả chúng ngồi ở đây là nghe pháp chăng, là không nghe pháp chăng? Đức Phật nói: Này vị Tộc Thánh Tử, các pháp thanh tịnh, chư Bồ Tát nơi chúng hội cũng lại thanh tịnh, vì thế cho nên không có hữu chuyển, cũng chẳng vô chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu chuyển, thế nào là vô chuyển? Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Chúng sinh là vô chuyển, toàn bộ gốc ngọn của tuệ không đó là chuyển. Hết thảy các vị nơi chúng hội, kể cả thân ta và Bồ Tát đều là vô chuyển, toàn bộ gốc ngọn của tuệ không nên gọi là chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, thế nào là vô chuyển? Đức Phật nói: Có sự đoạn trừ là vô chuyển, không có sự đoạn trừ là hữu chuyển. Sinh diệt là vô chuyển, không sinh diệt nên gọi là hữu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, vô chuyển? Đức Phật nói: Có cõi chốn tận cùng và sự trói buộc vướng mắc nên gọi là vô chuyển. Không còn có cõi tận cùng và sự vướng mắc trói buộc, ấy thì gọi là hữu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, vô chuyển? Đức Phật nói: Tất cả chúng sinh ở thế gian đều thấy pháp sáng tỏ rực rỡ, đó gọi là vô chuyển. Hết tại chúng sinh nơi thế gian không còn trông thấy pháp sáng tỏ rực rỡ, đó gọi là hữu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, vô chuyển? Đức Phật nói: Làm thanh tịnh vô lượng phước đức, phước để có giúp chúng sinh, đó gọi là vô chuyển. Nhận thấy sự thanh tịnh nơi vô lượng phước đức, phước để có giúp chúng sinh, đó gọi là hữu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, vô chuyển? Đức Phật nói: Làm thanh tịnh căn bản của vô lượng chúng sinh, thành tựu nhất thiết trí, đó gọi là vô chuyển. Nhận thấy sự thanh tịnh nơi hết thảy vô lượng chúng sinh, đó gọi là hữu chuyển. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào là hữu chuyển, vô chuyển? Đức Phật nói: Cũng không hữu chuyển, cũng chẳng vô chuyển, nên gọi là hữu chuyển, vô chuyển. Đức Thế Tôn cùng với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thuyết giảng về hữu chuyển, vô chuyển xong. Bây giờ có đến 8.000 vị tỳ kheo, 3.000 vị tỳ kheo ni đều đạt được gốc ngọn của tuệ không, tâm chẳng thoái chuyển. Là có vô số chúng sinh được nghe pháp chưa từng có ấy, ta đều phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề ở nơi đời vị lai, thể đều thành Phật cùng một danh hiệu, tinh tấn dũng mãnh cũng như Phật không khác. Phẩm 38, Thiên tự cõi trời tịnh cư hỏi pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nêu giảng về việc nghe pháp chuyển và không chuyển. Lúc này có vị thiên tự ở cõi trời tịnh cư đã từng theo vô lượng chư Phật quá khứ vun trồng các công đức kính lễ phụng sự cúng dường cho Phật Thế Tôn từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, thông tỏ pháp tạng, biện tài thông suốt, thực hiện lòng từ bi rộng lớn, đạt đến tánh không của các pháp, dùng phương tiện sinh hơi cõi trời để nhằm hóa độ chư thiên.
Vị thiên tử này liền rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục cho ngay ngắn, cùng với cả đám tùy tùng uy nghi hết mực đều đứng yên. Vị thiên tử bước đến trước Đức Phật, cung kính đảnh lễ ngay chân Phật và thưa: Kính bạch Thế Tôn, hàng chư thiên chúng con vốn đã vun trồng căn đất từ trước, nơi nay được sinh ở cõi trời, hưởng đủ năm thứ dục lạc, với đủ kẻ theo hầu hạ, gọi báo đều có kẻ thư hầu, vui chơi nơi áo tắm tỏa thích vô cùng. Do tu tập phước gì mà được sinh lên cõi trời? Nơi chúng con ngự cung điện rộng đến 49 do duyên, cung điện đền trại để bằng 7 thứ cho báu, so với thế gian thì thật là kỳ diệu, còn có áo tắm với các hàng cây bày báu 7 lớp vây quanh. Vậy thì chúng tôi tập phước gì mà có được những công đức ấy? Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử cõi trời tịnh cư: lành thay, này vị tộc tánh tử, đã có thể ở nơi trước Như Lai mà nếu hỏi những ý nghĩa ấy, tối nay sẽ vị thiên tử mà mỗi mỗi nếu bày rõ. Hãy khéo suy nghĩ về ghi nhớ. Hàng xa chư Phật Thế Tôn từ quá khứ cũng đã thuyết giảng về ý nghĩa đó. Hết thầy chư Phật hiện tại và vị lai cũng sẽ nói giảng về pháp vi diệu ấy. Này vị thiên tử, nay ta hỏi ông, ông sẽ mời mỗi đáp lại ta. Có rời hiện ông đang ngự ấy, về thời quá khứ trước xa, ông có thể ghi nhớ được hết chăng? Thiên tử thưa, cái mặt Thế Tôn không thể được. Chư thiên quá khứ với những danh hiệu tên họ là không thể ghi nhớ nêu bài hết được. Đức Phật nói, này vị thiên tử, thân tướng của ông hiện nay là hữu thường hay vô thường? Thiên tử thưa, như thân con hiện nay, đó là pháp hữu thường, không phải là pháp vô thường. Đức Phật bảo vị thiên tử, như cho rằng thân ông hiện nay là pháp hữu thường, thế thì chư thiên thời quá khứ hiện nay ở nơi nào? Thiên tử thưa, thể đều bị hao mòn hủy diệt. Đức Phật nói, này vị thiên tử, chư thiên quá khứ thể đều bị hao mòn hoại diệt, thế thì thân ông hiện nay sẽ được tồn tại mãi chăng? Thiên tử thưa, chư Phật từ quá khứ đều chọn lấy cảnh giới diệt độ, hiện nay Đức Thế Tôn cho đâu mà sinh? Đức Phật bảo vệ thiên tử, chư Phật thời quá khứ cùng với thân thế hiện nay của ta là đồng chăng? Thiên tử thưa, không đồng. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ là ở trong quá khứ, là hiện có trong quá khứ, làm sao cho rằng chư Phật quá khứ thể đều diệt độ? Kinh thiên tử lại hỏi, là có ba đời hay là không có ba đời? Đức Phật nói, có tên gọi ba đời, nhưng nẻo hành của ba đời thì khác. Thiên tử lại hỏi, Đức Như Lai này thuyết giảng là có chư Phật quá khứ, con thì không còn hồ nghi gì, là thuyết giảng về chư Phật hiện tại trong mười phương, con cũng không hồ nghi, làm sao Đức Thế Tôn nói là có chư Phật đời vị lai? Đức Thế Tôn nói, lời ông hỏi ta là hỏi về ba đời quá khứ hay hỏi về ba đời hiện tại hoặc ba đời vị lai? Thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, con không hỏi về ba đời quá khứ, hiện tại hay vị lai, con chỉ muốn hỏi về chư Phật ba đời, thế nào là Phật ngôn thuyết ở đời vị lai? Đức Phật bảo thiên tử, về Đức Phật vị lai ấy có hai nhân duyên. Những gì là hai nhân duyên? Và có chư Phật Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời quá khứ thể hiện lòng từ bi rộng lớn, các tướng đầy đủ, sử dụng các phương tiện quyền xảo, ở trong năm nẻo luân hồi giáo hóa chúng sinh, không hủy hoại pháp giới, lại hiện nơi thế tục hoặc làm phạm thiên, hoặc hiện thân để thích ẩn chứa hình tượng Đức Phật, đó gọi là Đại Bồ Tát thành Phật vị lai. Hoặc có vị Bồ Tát tỏa nhận ánh sáng giác ngộ nơi Như Lai, thực hành các Phật sự để đến khắp cõi Phật trong tam thiên đại thiên, cúng dường phụng sự cho Phật Thế Tôn. Vì chưa thành Phật nên các tướng chưa đầy đủ, hoặc làm thân chư thiên, hoặc làm thân quỷ thần giữ gìn pháp giới. Này vị thiên tử, đó gọi là thành Phật ở đời vị lai, có nhân duyên ấy. Lại nữa, này vị tộc tánh tử, chư Phật Thế Tôn đời quá khứ lại có hai nhân duyên. Những gì là hai nhân duyên ấy? Đạt được pháp Tam Muội Sư Tử phấn tấn, ở tại nơi chốn vắng vẻ tịch tỉnh, tâm không còn chút vướng chấp, tự tư duy về đầy đủ mười pháp công đức vô lượng, và làm thế nào để thực hiện vun trồng những pháp đó. Bồ Tát ấy tu tập pháp nhớ nghĩ theo nẻo nhớ nghĩ của chư Phật Thế Tôn, đó gọi là hạnh vô tận.
Lại nữa này, vị thiên tử, Đại Bồ Tát phân biệt rõ tất cả các pháp của Như Lai, đó gọi là hành vô tận. Này vị thiên tử, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, thì đều quy ngưỡng về đạo vô thượng Bồ Đề, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, Bồ Tát nhận rõ về vô lượng thế giới của chư Phật, giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, không hề hủy hoại trí tuệ, như chốn nhớ nghĩ đến các pháp mà được thành tựu, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, Bồ Tát cũng như chư Phật Thế Tôn thực hiện việc giữ gìn giới luật tu pháp giải thoát, nhân việc giữ giới luật ấy mà giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến họ thể đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, Bồ Tát quán chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thể hiện chủng luật của mình nơi gốc cây Bồ Đề nhằm hàng phục chúng ma, giữ vững tâm cho đại địa, không gì có thể làm cho lay động. Bấy giờ ác ma ba tuần tạo ra vô vàn sự biến hóa đến để uy hiếp lung lạc Đức Phật, như hóa làm đầu người thân thú vật, hoặc đầu thú vật thân người, hoặc người có bốn mắt làm tám mắt cho tới hàng trăm ngàn mắt, hoặc hóa làm vượng khỉ cọp beo đến để hù dọa Đức Phật. Nhưng Phật vẫn giữ tâm vững chắc như đại địa, không hề chao đảo, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, Bồ Tát ở trong 500.000 ức kiếp luôn ghi nhớ sâu sắc các pháp tổng trì, cho luôn có mặt nơi hiện tại, hoặc nơi một đời cho đến 100.000 đời, hoặc nhớ nghĩ một kiếp tới 100.000 kiếp. Trong ấy mọi nẻo hành tác, hoặc thiện hoặc ác, mà mỗi đều phân biệt nhận rõ không hề quên mất, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, Bồ Tát có thể nhận rõ các hành trong ba đời, chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt mà công đức tốt đẹp đều hiện rõ nơi trước mặt, có thể khiến cho muôn loài trong tam thiên đại thiên thế giới, kể cả các loài côn trùng có cánh thân mềm, thể đều thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, hoặc đạt đạo quả A-la-hán, duyên giác bất chi Phật, đó gọi là hành vô tận. Lại nữa này vị thiên tử, thì Bồ Tát lại nhớ tưởng đến vô lượng chư Phật quá khứ, do con đường hóa độ chúng sinh, thể hiện nơi ba nghiệp thân khẩu ý không hủy hoại các pháp, trong khi đem ánh sáng của trí tuệ giác ngộ rộng lớn tỏa chiếu đến khắp mọi nơi chốn, đó gọi là hành vô tận. Này vị thiên tử, như thế là các vị đại Bồ Tát đạt được pháp định ý sư tử phân tấn ấy thì có thể đạt đầy đủ các pháp trong ba đời. Lại nữa này vị thiên tử, hoặc có lúc Bồ Tát phân biệt về 10 pháp vô tướng. Thế nào gọi là phân biệt về 10 pháp vô tướng? Như các hàng tiện nam tiện nữ, từ quán và nội thân nhờ đỏ các hành, các căn đã thuần tục, hoặc có hành thiện, hoặc hành chẳng thiện, hoặc lúc thanh tịnh, hoặc lúc không thanh tịnh. Lại nữa này vị thiên tử, như các hàng tiện nam tiện nữ quán về thân của người khác, mà mỗi phân biệt nhận rõ về các căn thuần tục, các căn không thuần tục, hoặc lúc thanh tịnh, hoặc lúc không thanh tịnh. Này vị thiên tử, đó gọi là pháp vô tướng thứ nhất. Lại nữa này vị thiên tử, như vị hành giả ấy tự cho duy thâu phục tâm ý, dứt mọi vọng loạn, để hành hóa của ta không trái với thánh điển, lúc này chỉ cho lai vô thượng chánh đại chánh giác ra vào hay kinh hành, còn với thân khẩu ý luôn tương hợp, đem lại pháp bảo để chuyển pháp luân lớn lao, đem tâm vô sinh diệt, giáo hóa ba đời chúng sinh cho được hóa độ. Ở trong ấy tự nhiên đạt được pháp luân, thể đều hội nhập với vô hạn lượng giới luật của chánh pháp, đó gọi là pháp vô tướng thứ hai. Lại nữa này vị thiên tử, như các hàng thiện nam thiện nữ phát tâm với tâm nguyện rộng lớn bao trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, trí tuệ tư duy cũng như cũng không thể cùng tận, âm hưởng phan động thuận lợi không hề bị ngăn ngại, nhờ đổi tất cả mọi âm hưởng của chúng sinh, hoặc dùng một âm thanh để đáp lại hàng trăm ngàn vạn âm thanh, nhân đấy mà nêu giảng giáo đạo pháp, giáo hóa thấm nhuần khắp hết thảy muôn loài chúng sinh, đó gọi là pháp vô tướng thứ ba. Lại nữa này vị thiên tử, như các hàng tiền nam tiền nữ chỉ pháp luân vô thượng, giáo hóa rộng khắp chúng sinh, đều lấy cõi diệt độ, không bị cố nhiễm nơi ba đời, chư thiên chúng nhân, các loài ma ở những chốn chưa từng được nghe thấy chánh pháp thì Phật riêng một mình chuyển hóa, đó gọi là pháp vô tướng thứ tư. Lại nữa này vị thiên tử, như các hàng tiện nam tiện nữ ở trong một đời xuất gia học đạo, cả bỏ râu tóc tòa trì giới luật, thân đã được thanh tịnh, không khiến cho mọi người vui với vượt sự an lạc của mình, đó gọi là pháp vô tướng thứ năm. Lại nữa này vị thiên tử, như các hàng tiện nam tiện nữ hành theo tánh hợp không, từ không mà đi đến vô hạn vô lượng,
đoạn không ngoài tự mình làm công việc giáo hóa chúng sinh siêu tuyệt vượt hơn hư không, chẳng hề bị trở ngại. Đó là pháp vô tướng thứ sáu. Lại nữa là vị thiên tử như các hàng thiện nam thiện nữ ở nơi tất cả chúng sinh riêng một mình bước đi không chút hạn chế, ở nơi các pháp trí tuệ nếu bày thông suốt diệu nghĩa, an tỏa phóng ánh sáng đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, hoặc chọn lấy cõi diệt độ, thể hiện diệu nghĩa vô thường, hoặc còn hoặc mất, hoặc nêu rõ tướng tốt, hoặc ẩn dấu tướng tốt, ở trong bài giáo hóa vô lượng chúng sinh làm thanh tịnh cõi Phật. Đó gọi là pháp vô tướng thứ bảy. Lời nói này vị thiên tử như các hàng thiện nam thiện nữ là có pháp tuệ thông đạt gọi là hàng ma, đạt được pháp định ý này thì sẽ hàng phục được bốn thứ ma: ma ái dục, ma tử, ma thiên, khiến cho Bồ Tát nương tựa vào pháp ấy mà được thành tựu đạo quả. Muốn làm vị pháp vương tối thượng ở nơi trước mọi người thì trước nên tu tập pháp định ý hàng ma ấy. Đó gọi là pháp vô tướng thứ tám. Lại nữa này vị thiên tử như các hàng thiện nam thiện nữ tu học đầy đủ các pháp hội nhập vào chốn thâm yếu, có được trọn vẹn gốc các pháp lành, cũng khiến cho vô lượng chúng sinh được hội nhập vào cõi thâm yếu đó, thể hiện diệu lực của Bồ Tát, tăng trưởng chỉ quán về pháp tận, vô sinh diệt, tuy thấy rõ tướng mạo nhưng gốc là không tướng mạo, ngồi nằm luôn tư duy về các hành của Bồ Tát, đó gọi là pháp vô tướng thứ chín. Lại nữa này vị thiên tử như các hàng thiện nam thiện nữ thực hiện đầy đủ gốc của mười pháp lành. Những gì là mười pháp lành? Đó là thân có ba pháp, miệng có bốn pháp và ý có ba pháp. Các pháp đều tự tại, không tham vướng cấu nhiễm, luôn đạt được do lượng an lạc giải thoát. Lại có thể đạt được an lạc giới trăm ngàn do lượng các pháp định ý, nên mười mỗi pháp định ý hóa độ do lượng chúng sinh, đó gọi là pháp vô tướng thứ mười. Này vị thiên tử, phàm người tu học phải nên tu tập không pháp, không hành là hành, không quán là quán. Đó gọi là pháp diệu tối thượng trong các hành, luôn được tất cả chư Phật khen ngợi đề cao, là nếu thực hiện các Phật sự không gì có thể sánh kịp. Bây giờ vị thiên tử lại thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn. Thế nào gọi là chư Phật ba đời là không ba đời? Như Thế Tôn đã nêu dạy, chư Phật quá khứ trở lại tới hiện tại, chư Phật hiện tại lại đến vị lai. Pháp giới là chẳng định, làm sao Thế Tôn nói là có ba đời? Nghe ấy là chẳng thể được. Vì sao? Vì quá khứ đã dứt thì tạm trở lại nơi hiện tại, hiện tại chưa động thì đã nói tới vị lai. Vì các pháp là cùng hòa hợp, cùng cách lìa, làm sao cho rằng chư Phật thời quá khứ số lượng như hằng xa, chư Phật thời hiện tại và vị lai số lượng cũng như vậy. Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử, lành thay, này vị tộc tánh tử, những điều ông nên hỏi hiện nay đều là sự nương theo ý thần của chư Phật đã khiến ông nêu bày được những ý nghĩa ấy. Hãy cố gắng lắng nghe và kéo suy nghĩ ghi nhớ, ta sẽ vì ông mà mỗi mỗi phân biệt. Vị thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật bảo vị thiên tử, quá khứ do đâu gọi là quá khứ? Thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, sinh diệt diễn biến dần dần nên gọi là quá khứ. Hình sắc hôm qua chẳng phải là hình sắc hôm nay nên gọi là quá khứ. Thân tướng ngày trước chẳng phải là thân tướng hiện nay nên gọi là quá khứ. Sức lực hôm qua chẳng phải là sức lực hôm nay nên gọi là quá khứ. Bây giờ Đức Thế Tôn lại hỏi vị thiên tử, này vị tộc thánh tử, sự nhận biết về tưởng của thân là khác chăng? Vị thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, không khác. Đức Phật lại hỏi, danh sắc cảnh lạc là khác chăng? Thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, không khác. Đức Phật lại hỏi, con đường quan trọng chỉ đến đạo là có khác chăng? Thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, không có. Đức Phật bảo vị thiên tử, này vị tộc thánh tử, hãy nên thận trọng, kho tàng của Phật rộng lớn chẳng phải như cảnh giới theo ông nghĩ. Các trí nhận biết về quá khứ hiện tại và vị lai đều là hữu hạn. Vì sao? Vì tất cả các pháp là tương tục, pháp pháp cùng sinh, pháp pháp cùng diệt, gốc là không pháp, không quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không đời nay, đời sau, hành thiện, hành ác, cũng không hiện thánh và các đạo quả chứng đắc. Này vị tộc tánh tử, như thế thì làm sao nói là có pháp của ba đời? Bây giờ vị thiên tử lại thưa với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn,
Danh hiệu ba đời cho đâu mà sinh, cho đâu mà diệt. Đức Phật bảo vệ tiên tử, gốc của sinh là không sinh, gốc của diệt là không diệt. Hết thảy các pháp đều như thế, gốc của sinh là không sinh, gốc của diệt là không diệt. Vì sao? Vì tánh tự nhiên của các pháp là không. Vị tiên tử lại hỏi Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, Đức Như Lai hiện nay là ở nơi sinh hay là ở nơi chẳng sinh? Đức Phật bảo vệ tiên tử, thân của Như Lai đối với quá khứ hiện tại vị lai cũng không ở nơi sinh, cũng chẳng ở nơi vô sinh, vì thế mà không quá khứ hiện tại vị lai. Vị thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, chỉ duy có bậc Như Lai vô thượng cho đại chánh giác là đối với quá khứ hiện tại và vị lai là vô sinh, hay là tất cả các pháp thể đều vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, tất cả các pháp thể đều là vô sinh, không thấy có sinh cũng không thấy có diệt. Vị thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, về ta người tọa mạng, chúng sinh gốc rễ cho đến tu sở pháp ba la mật là hữu sinh hay là vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, giấy khởi không có thấy giấy khởi, cũng không thấy không giấy khởi, các pháp là chẳng thể đạt được mà tự thành tựu, nó gọi là vô sinh. Chư Phật ba đời là không dục, không có nhiễm, không thể có sinh, cũng không vô sinh, nên gọi là không trốn giấy khởi. Pháp tam muội chánh thọ cũng là như thế, thuyết giảng phải chỗ thuyết giảng nên gọi là vô ngôn giáo. Vị thiên tử tới với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, vì bốn nơi đại nương tựa, bốn con đường tu tập là hữu sinh hay là vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, vì bốn nơi nương tựa thì bốn con đường tu tập thì gốc là không chúng sinh, huống chi hiện tại lại có sinh, vị lai cũng không sinh. Vị thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, về các địa về các địa như tịnh địa, tánh địa, bạc địa, bản vô địa, vô dâm nộ si địa là hữu sinh hay là vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, từ pháp có thọ nhận, có dự lấy cho đến tất cả các pháp, từ năm ấm sắc thống tưởng hành thức, si ái cảnh lạc cho đến sinh lão bệnh tử, từ đạo quả tu đà hoàn cho đến đạo quả giác ngộ vô thượng, có thể đều là chẳng hữu sinh cũng chẳng vô sinh. Vị thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu sinh, thế nào là vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, đạt được pháp như ý ba la mật như thế là không còn thấy hữu sinh vô sinh. Thiên tử thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào là pháp như ý ba la mật cũng chẳng hữu sinh cũng chẳng vô sinh? Đức Phật bảo vị thiên tử, từ bờ bên này sang bờ bên kia không còn thấy chúng sinh có diệt, cũng không còn thấy có nơi chốn chỗ tích chứa tụ tập, do vậy mà không còn thấy có sinh cũng không thấy vô sinh. Thiên tử thưa, kính bạch Thế Tôn, tất cả các pháp cùng với thân tướng Như Lai là ở nơi hữu sinh hay ở nơi vô sinh? Đức Phật nói, cũng ở nơi hữu sinh, cũng ở nơi vô sinh, cũng chẳng thấy hữu sinh, cũng chẳng thấy vô sinh. Vì thế mà bậc tam gia, tam Phật là chẳng ở nơi hữu sinh, cũng chẳng ở nơi vô sinh. Đức Phật bảo vị thiên tử, như các hài thiện nam thiện nữ đạt được pháp định ý thông tuệ ấy, quán tỏ các pháp chẳng ở nơi hữu sinh, cũng chẳng ở nơi vô sinh. Kính pháp của Như Lai cũng như thế, chẳng ở nơi hữu sinh, cũng chẳng ở nơi vô sinh. Vì sao? Vì các pháp là không gắn, không buộc, cũng không giải thoát, vì thế mà hàng phục được bốn thứ ma. Đức Phật bảo vị thiên tử, như các hàng thiện nam thiện nữ thành tựu được trí tuệ giác ngộ thì có thể lãnh hội đầy đủ tất cả các pháp, là nên tu tập 10 pháp. Những gì là 10? Một, gần gũi với bậc thiện tri thức, mau làm bạn bè. Hai, thực hiện lòng từ bi rộng lớn đến khắp mọi đối tượng. Ba, cố gắng hoàn thành đầy đủ theo ý niệm của các bậc đi trước. Bốn, đoạn trừ mọi nẻo trái buộc sai khiến, làm thanh tịnh hết thảy mọi cõi. Năm, tu tập con đường thanh tịnh vì mọi người mà đảm nhận các việc quan trọng. Sau gánh vác lấy mọi nỗi khổ, không hề trách cứ về sự thọ nhận của người khác. Bảy, giáo hóa những kẻ ngu si, hướng dẫn họ đi theo nẻo chánh pháp. Tám, giáo dục dẫn dạy kẻ si mê lầm lạc, khiến họ tin tưởng chánh đạo. Chín, luôn tương hợp với pháp, không chê trách các đối tượng khác. Mười, dốc tâm phụng trì đạo chánh, không cùng với hàng tà kiến hợp tác hay tham dự vào việc họ. Này vị tập tánh tử, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ
tu tập phụng trì chánh pháp đạt được pháp định ý ấy để có thể lãnh hội trọn vẹn hết thảy các pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ luôn cung kính đối với các bậc sư trưởng là luôn tu tập 10 pháp vô ngại. Những gì là 10 pháp vô ngại ấy? Một, đi đến khắp 10 phương để kính lễ chư Phật. Hai, đối với các trí tuệ không buộc, không mở, không cởi, giúp mọi ý nghĩ và pháp đoạn diệt. Ba, đối với mọi khổ vui tâm luôn tịch diệt. Bốn, ở nơi chốn vắng vẻ tịch tịnh luôn thực hiện các pháp thiền định tư duy, tâm ý không chút rối loạn. Năm, đối với 7 con đường xuất yếu là gốc của các pháp Bồ Tát là không có tăng giảm. Sáu, nhận thức về tất cả sắc tướng, gốc của chúng là không có, không thực có, không hề thấy có chốn đi tới. Bạn nhận rõ về gốc không hình tướng, không thấy có sinh diệt, thông tỏ về lễ vô thường. 8. Luôn nhất tâm nhập định, lãnh hội được gốc của đạo là như nhiên, không còn phân chấp các pháp. 9. Luôn tạo được một ý, một hành thuận hợp, chư pháp không hề chống đối mâu thuẫn. 10. Đối với các pháp không có ở trong hay ở ngoài mà là sinh diệt tự nhiên. Đó là 10 pháp vô ngại. Này vị tộc thánh tử, như thế là các hàng thiện nam thiện nữ tư duy nhận rõ về 10 pháp vô ngại ấy thì liền có thể lãnh hội trọn vẹn hết thảy các pháp. Đức Phật bảo vị thiên tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ chỉ trong khoảnh khắc một ý nghĩ đã có thể lãnh hội đầy đủ tất cả các pháp thì phải dốc tu tập 10 pháp biện tài để nhất nghĩa. Những gì là 10 pháp? Một, lãnh hội về các nẻo phát sinh và tận diệt của trí tuệ để đạt được trí vô sinh diệt. 2. Bốn bậc luôn bình đẳng, dứt mọi tưởng chấp về tôi ta. 3. Luôn vui vẻ an định, tôi chính mình không hề mất bốn sự tin tưởng. 4. Nếu tin tưởng luôn hợp ý, không trái với bản nguyện. 5. Đạo tâm luôn bền chắc, pháp pháp đều thành tựu viên mãn, cho hành hóa luôn đúng chánh kiến, không trái với gốc các tướng. 6. Giúp tu tập sáu pháp quan trọng, quán các gốc là vô tướng. 7. Đối với mọi oán thù đều xem như nhau, không còn phân biệt thị phi. 8. Tâm tin tưởng hướng về một nẻo, thông tỏ gốc của mọi chúng phát sinh. 9. Giảng dạy trao truyền các pháp, không hề giấy tưởng chấp về các pháp. 10. Ý an định như kim cang, không làm hủy hoại tánh như. Này vị tập tánh tử, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ. Để đạt đủ 10 pháp ấy thì liền có thể lãnh hội trọn vẹn hết thảy các pháp. Đức Phật bảo vị thiên tử, như các hàng thiện nam thiện nữ tu tập 10 pháp thể hiện cũng không giấy tưởng chấp và sự thể hiện đó thì liền lãnh hội đầy đủ tất cả các pháp. Những gì là 10 pháp? Một, an tọa nơi gốc cây bồ đề thật không chút dời động. Hai, luôn vui thích ở nơi chốn vắng vẻ tịch tĩnh, không ưa nơi ồn ào rối rắm. Ba, dốc tu tập 3 pháp hướng định nhằm đạt tới cửa Nê Hoàng. 4. Thực hành các pháp định ý thiền tịch để tự dứt trừ các tưởng vọng loạn. 5. Luôn thu giữ kiềm chế tâm ý tu tập đúng nẻo, hoàn toàn rời bỏ tham đắm vướng chấp. 6. Đối với sự bố thí, cả tài, thí, pháp thí đều không giấy tưởng, niệm. 7. Tướng hào luôn tự trang nghiêm, tỏa chiếu sáng rực khắp thế giới. 8. Sử dụng các phương tiện khiến không ai hay biết. 9. Làm cho chánh pháp được hiển lộ rõ ràng thông qua ánh sáng của trí tuệ giác ngộ. 10. Luôn thọ nhận sự khổ thay cho mọi người, không cầu báo đáp lại. Này vị thiên tử, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ tu tập 10 pháp thể hiện không giới tưởng thế tục, thì liền có thể đạt được đầy đủ tất cả các pháp. Vì sao? Vì những thiện nam thiện nữ đó tâm bền chắc như kim cương, không gì có thể hủy hoại được. Bồ Tát với con đường hành hóa các pháp cũng thế, chẳng phải là hàng A La Hán Bích Chư Phật có thể đạt được. Đức Phật bảo vị thiên tử, như các hàng thiện nam thiện nữ do tu tập 10 pháp thanh tịnh thì là có thể lãnh hội trọn vẹn tất cả các pháp. Những gì là 10 pháp thanh tịnh? Một, luôn được thanh tịnh, ế dục chẳng phải là đạo. Hai, đạo luôn giúp một tâm ý, nhiều tưởng không phải là đạo. Ba, đạo luôn biết đủ, nhiều tham dục không phải là đạo. Bốn, đạo luôn thể hiện sự tôn kính, kiêu mạn chẳng phải là đạo. Năm, đạo nên thu giữ kiềm chế tâm ý, phóng túng, buông lung không phải là đạo.
6. Đạo luân thể hiện mối tương quan hỗ trợ, không hành hóa chẳng phải là đạo. 7. Đạo nên tinh tấn chấp sức, biết nhát lười trễ chẳng phải là đạo. 8. Đạo luân thể hiện sự giác ngộ, ngu si mê lầm không phải là đạo. 9. Đạo luân nỗ lực giáo hóa, kiêu căng khinh thường chẳng phải là đạo. 10. Đạo luân gần gũi bạn lành, đi theo đạo ác chẳng phải là đạo. Này vị thiên tử, đó gọi là các hàng thiện nam thiện nữ đã tu tập 10 pháp ấy, nên đã có thể đạt được đầy đủ hết thảy các pháp, giống như ánh mặt trời vĩnh viễn xua trừ mọi tâm tối, chiếu tỏa khiến cho mọi người trong thế gian đều được nhìn thấy rõ đối tượng. Đại Bồ Tát cũng như vậy, tu tập hoàn thành 10 pháp ấy thì liền có thể lãnh hội đầy đủ tất cả các pháp. Thiên tử nên biết rằng, cũng giống như khối vàng trồng trong ngoài đều sáng tươi không chút có bẩn, mà việc sử dụng để tạo ra đồ dùng đều thuận lợi thích hợp. Đại Bồ Tát cũng là như thế, trong thì dứt sạch phiền não bụi bặm cấu nhiễm, ngoài thì ánh sáng trí tuệ tỏa chiếu, cũng như hư không che trùm hết khắp hết thảy. Bồ Tát cũng vậy, tu tập hoàn thành 10 pháp ấy, nhưng cũng không dấy tưởng cho rằng mình đã được thành tựu, thì đã giáo hóa chúng sinh, đoạn trừ mọi thứ phiền não trói buộc. Lại nữa, này vị thiên tử, giống như núi Chúa Tu Di là nơi hợp thành của bốn thứ châu báu, núi Chúa Tu Di ấy cũng không dấy niệm cho rằng mình là nơi hợp thành của bốn thứ châu báu. Chân đứng vững vàng nơi khoảng chính giữa bốn biển lớn, Bồ Tát đạt được bốn pháp biện tài cũng như thế, không hề nghĩ về chỗ nêu giảng để ứng hợp của biện tài ấy. Vì sao? Vì gốc luôn dứt mọi tưởng niệm, cũng như đại địa là chỗ nâng chở cho muôn vật cây cối hoa quả cùng bao thứ dược liệu rau cỏ thể đều được sinh trưởng. Đại địa cũng không dấy niệm cho rằng mình đã có thể làm cho mọi vật thành tựu phát triển. Đại Bồ Tát cũng như thế, không hề dấy niệm là mình đã hóa độ chúng sinh, thực hiện lòng từ bi lớn lao, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, giúp đỡ dẫn dắt tất cả những người còn bị mê lầm. Thiên tử nên biết rằng, cũng như nước nơi bốn biển lớn đã tạo ra vô số các thứ châu báu, nhưng chúng sinh đã đi đến nơi ấy tìm chọn vật báu, tôi theo ý mình mà chọn lấy đem về. Nước biển cũng không sinh niệm cho rằng mình đã sinh ra các vật báu cung cấp cho chúng sinh. Đại Bồ Tát cũng như thế, cứu độ những kẻ khổ nạn, cấp cho họ bảy thứ châu báu, tức là bảy giác ý. Bồ Tát cũng không khởi niệm rằng mình đã cung cấp pháp bảo bảy giác ý, nhờ đấy các căn lành đầy đủ làm trang nghiêm cây bồ đề chế mọi nẻo mọi vẻ đẹp để tự tô điểm. Vì sao? Về khóc luôn dứt sạch mọi tưởng niệm. Thiên tử nên biết, cũng như pháp giới làm phát sinh ra các pháp đại từ đại bi sau pháp ba la mật, pháp giới cũng không khởi niệm cho rằng mình đã làm phát sinh các pháp kể trên. Đại Bồ Tát cũng như vậy, là phát sinh các pháp giáo hóa chúng sinh, nhưng cũng không suy niệm rằng mình đã tạo được nhiều nơi chốn hóa độ. Thiên tử nên rõ, cũng như vị tỳ kheo nhập định đoạn trừ mọi tưởng, tâm không chút chuyển động, vị tỳ kheo nhập định ấy cũng không dấy niệm cho rằng thần lực nhập định của mình hiện nay đã hoàn toàn tự tại. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, tùy theo chỗ nhớ nghĩ các pháp thể đều được thành tựu, môn công thuyết đều chân thật, không hề trái với gốc chính yếu. Thiên tử nên biết, cũng giống như kim cương không gì có thể hủy hoại được. Vì sao? Vì bản tánh của nó là như vậy. Đại Bồ Tát cũng không khác, luôn cùng với bản tánh các pháp tương hợp, không hề làm mất cõi tu tập gốc của mình. Giống như ngọc báu minh nguyệt, ánh sáng tỏa chiếu rộng khắp. Ngọc báu minh nguyệt ấy cũng không dấy niệm cho rằng mình đã tỏa chiếu rộng khắp, khiến cho mọi người đều trông thấy ánh sáng của mình. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Cũng như người đắc đạo tiên, mở sở nguyện của tâm ý để có thể thành tựu đầy đủ, người đạt được năm thần thông đó cũng không khởi niệm cho rằng mình hiện nay mọi sở nguyện của tâm ý đều được thực hiện. Đại Bồ Tát cũng như vậy, giống như người có những tài nghệ khéo léo, thông thạo cả lục nghệ, hoặc cùng đao kiếm, hoặc dùng mâu đánh giáo đánh mắng, đánh thắng đám đông. Những người tài nghệ kia cũng không dấy niệm cho rằng ta nay đã là người tài giỏi hơn hết trong mọi người, đã hàng phục được đám đông, không kẻ nào sánh ngang ta. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhập các pháp tam muội định ý chánh thọ, tạo được sự cảm ứng khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, cũng không tự đem bày xưng tụng mình cho rằng ta đã có được thần lực ấy,
ta được sự cảm ứng tới các thế giới không đâu là không đi đến khắp. Cũng như vị chủ luân thánh vương vốn đã tu tập năm giới 10 điều thiện, thân lành khắp cả cõi tam thiên đại thiên thế giới, ngàn người con dũng mãnh bày tới cho báu dồi dào, các hàng tiểu vương ở những nơi xa xôi cũng đều đến triều cống. Bây giờ vị chuyển luân thánh vương cũng không giấy niệm cho rằng ta nay các đức đầy đủ, tôn tốt trang nghiêm thân, thống lãnh bốn cõi thiên hạ. Vì sao? Vì tướng của phước báo tánh là như thế, không hề chống đối mâu thuẫn. Đại Bồ Tát cũng như vậy, tu tập con đường Bồ Tát, kính phân theo lời dạy của Phật, luôn thực hiện việc giáo hóa cả trời người đều đội ơn. Nếu hóa độ chúng sinh thật không thể đeo bài lượng tính hết được, vì sao về Đại Bồ Tát cũng không giấy niệm, ta sẽ vì tới độ vô lượng chúng sinh và ở nơi cõi Niết Bàn, vô dư mà nhập Niết Bàn. Tánh không là tự như thế, không có chúng sinh nào có thể khiến cho khác đi. Cũng như người nông phu, tùy thời mà gieo trồng canh tác không trái với thời tiết, hạt giống trước chẳng phải là hạt giống sau cũng khác hạt giống trước, mỗi mỗi đều thêm lớn và cùng thọ nhận hòa nhập lẫn nhau. Nhưng hạt lúa giống ấy không sinh niệm cho rằng ta tạo được sự sinh khởi, còn hạt kia thì bị hao tổn. Vì sao? Vì bản tánh là tự như thế, không có người nào có thể khiến cho khác đi. Đại Bồ Tát cũng như thế, học tập khắp các pháp, hành hóa con đường Bồ Tát là đem gốc công đức của 10 điều thiện làm thanh tịnh các căn của chúng sinh, khiến họ đều hướng vào đạo giải thoát. Lúc này Bồ Tát không hề giấy niệm cho rằng mình nay đã tạo được sự thay đổi rộng khắp từ đây đến kia. Vì sao? Vì bản tánh là tự như thế, không có người nào có thể khiến cho khác đi được. Cũng như những trận mưa thích hợp theo thời mà tuôn xuống, trăm thứ lúa cỏ cây theo thời mà sinh tốt sinh sôi, nhưng những đám mây kia mưa kia cũng không sinh niệm cho rằng ta đã tạo nên sự tấm dòng kia thì mới có được sự sinh trưởng phát triển. Vì sao? Vì gốc là vô tâm. Đại Bồ Tát cũng như thế, tạo nên những đám mây chánh pháp để tuôn xuống những trận mưa làm thấm dần khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho mọi loài chúng sinh tại đều được lãnh hội xuống bản đạo pháp, không hề rời bản nguyện hành hóa con đường Bồ Tát. Bồ Tát cũng không giấy niệm, ta này có thể làm tuôn xuống trận mưa pháp thấm đượm khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho mọi chúng sinh cùng đều được khai tỏ. Vì sao? Vì gốc không tâm ý, tâm với thể nguyện lớn lao, tánh là tự nhiên như vậy. Đại Bồ Tát như thế là đã nhập pháp tam muội định ý ấy, nếu có thể khiến cho chúng sinh đạt được thanh tịnh trọn vẹn rốt ráo, không còn sự thanh tịnh nào hơn. Do đó có thể khiến cho chúng sinh đạt được sự an lành viên mãn, không phải là những thứ an lành tạm bợ khác, có thể khiến cho chúng sinh đạt tới bờ bến giải thoát, chẳng phải đến một nơi nào khác, không khiến cho chúng sinh đạt được các pháp tu ba la mật, không một thế lực nào khác có thể độ được, cũng lại khiến cho chúng sinh có được sự hoan hỷ trọn vẹn, không một sự vui mừng nào khác sánh được, cũng còn khiến cho chúng sinh đoạn trừ mọi thứ phiền não trói buộc sai khiến, không gì khác có thể dứt trừ được, còn lại khiến cho chúng sinh có được nơi chốn an định với những phước điền tốt đẹp tân diệu, không gì có thể đem lại được, cũng còn khiến cho chúng sinh thọ nhận tánh thí của người với phước đức vượt hơn tất cả, không gì khác có thể đem đến được như vậy. Còn lại khiến cho chúng sinh hội nhập vào giới luật của hàng thánh hiền, không gì khác có thể hội nhập được vào thế giới đó. Còn lại khiến cho chúng sinh đứng vững vàng không còn thoái chuyển ấy. Cũng còn khiến cho chúng sinh đạt được nhất thiết trí, để đến khắp các quốc độ trong tam thiên đại thiên, không gì khác có thể làm được việc đó. Còn có thể khiến cho chúng sinh vì mọi người mà làm kẻ dẫn dắt giúp đỡ, không ai khác có thể tạo được sự dẫn đường ấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát đã tu tập pháp định ý ấy là đã thực hiện được vô lượng pháp, khiến cho khắp thể mọi loài đều được đội ơn cứu độ, là đã khai mở bản tánh các pháp dẫn tới pháp môn giới thệ nguyện rộng lớn vô biên vô hạn, chẳng thể nghĩ bàn. Không chỉ vì một người đã làm thanh tịnh con đường tu Bồ Tát, mà là nhằm phổ cập đến tất cả chúng sinh có hóa độ. Đại Bồ Tát ở trong sự giáo hóa ấy khiến lập thích hợp các pháp ba la mật, hoặc lúc Bồ Tát do nhầm cứu độ một người mà phải chịu thay bao nỗi khổ não, đến cả việc từ bỏ thân mạng, hoặc có Bồ Tát vì nhầm hóa độ một người mà trải qua kiếp này đến kiếp khác, ngay từ đầu đã không để bỏ thể nguyện chính mình,
khiến người ấy được hóa độ rồi sau đó mình mới đi vào cõi diệt độ. Và các Bồ Tát nhờ làm thanh tịnh cõi của mình nên dốc dứt trừ mọi thứ phiền não trói buộc, trừ diệt mọi cội rễ khổ đau của chúng sinh, đem lại nơi chốn an lạc thanh tịnh, chánh pháp được suy cuối cùng. Hoặc các Bồ Tát vẫn con đường tu khổ hạnh, không hề thâm đắm phước báo ở cõi trời, luôn gắn bó với năm nẻo luân hồi để giáo hóa chúng sinh khắp lượng. Hoặc các Bồ Tát bốn vô ý giáo hóa chúng sinh không hề khiếp nhược sợ hãi. Hoặc các Bồ Tát đạt bốn biện tài đối với mọi người đến chất vấn thể đều giải bày thông suốt. Hoặc các Bồ Tát đảm nhận công việc giảng thuyết bà hoàng dương chánh pháp, không hề tham vướng vinh hoa mong cầu lợi dưỡng. Hoặc các Bồ Tát đạt được các pháp tổng trì, nhận rõ cùng thực hiện pháp quán bất tịnh để giúp tu tập. Là các Bồ Tát đạt được pháp định ý của Phật, tạo được nhất thiết trí chuyển hóa các nẻo vọng vọng tưởng. Hoặc các Bồ Tát đạt chúng đúng con đường giác ngộ của Phật để khiến cho hết thảy mọi người cùng xuất gia học đạo. Hoặc các Bồ Tát đạt được thần thông giác ngộ, thực hiện các phương tiện quyền xảo tiếp theo hình loại mà hội nhập giáo hóa. Hoặc có Bồ Tát đạt pháp tam muội vô hình quán, hội nhập vào cảnh giới hư không, hành hóa mọi vượt mọi nghĩ bàn. Hoặc có Bồ Tát đạt pháp định diệt tận, thể hiện rõ cảnh giới diệt độ nhưng không nhập bát niết hoàn. Hoặc có Bồ Tát đạt bảy niệm quán tưởng, bên ngoài hiện độ uy nghi, bên trong đức độ sung mãn. Hoặc có Bồ Tát đạt thiên nhãn thông, quan sát khắp vô lượng chư Phật trong mười phương, tham vấn thọ nhận pháp chưa từng được nghe, được tập theo đem lại an lạc. Hoặc có Bồ Tát chứng thiên nhĩ thông, nghe được khắp mọi thứ âm thanh, nhận rõ thiện ác, liền đến nơi để có thể hóa độ, không khiến bị đọa lạc vào các nẻo dữ. Hoặc có Bồ Tát đạt được tâm ý thông, dùng mọi diệu lực của thần túc đi đến khắp chốn để giáo hóa muôn loài. Hoặc có Bồ Tát đạt túc mạng thông, để biết về thân mạng đời trước của mình cùng của người khác, với mọi nơi chốn từng trải qua tùy theo loại mà hàng phục, không bị rơi vào chốn tận cùng. Hoặc có Bồ Tát đạt lậu tận thông, nó có thể đoạn trừ được hết thảy mọi thứ trói buộc sai khiến chúng sinh. Hoặc có Bồ Tát an tọa nơi có cây Bồ Đề, đạt được mọi thần đức uy nghi phép tắc của Phật, từ đấy mà có được những thành tựu về uy nghi, về tộc họ, về cha mẹ gia đình. Hoặc có Bồ Tát đạt được ánh sáng giác ngộ của Phật, an trụ nơi chốn trụ của Phật, tâm tiến tu như mặt trăng mới xuất hiện. Hoặc có Bồ Tát an trụ nơi Phật tuệ địa, có thể dùng kiếm trí tuệ để chặt đứt mọi thứ phiền não cô uế. Như vậy là các vị đại Bồ Tát đã thực hiện 75 pháp thuộc kho tàng tâm diệu trên thể nghĩa bàn của Như Lai, để từ đó thành tựu được đạo quả Phật Đà tối thượng, rồi không thoái chuyển, cũng không phải là cõi đạt được của hàng A La Hán Bích Chi Phật. Này vị thiên tử, đại Bồ Tát được thực hiện trọn vẹn các hành của pháp định ý ấy, để có thể khiến cho khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới thay trở thành màu sắc vàng rồng, khuyến dụ tất cả muôn loài chúng sinh từ đều hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Này vị thiên tử, như thế là phải nên đem pháp ấy giáo hóa chúng sinh mới thích hợp với giới luật Bồ Tát. Là các Bồ Tát tu tập 12 pháp đều hành hóa không bị trở ngại, nên mọi sự lui tiến qua lại luôn thuận hợp cho con đường tu tập của Bồ Tát. Những gì là 12 pháp: một, hàng phục các thứ ma, thể hiện rõ 10 lực; hai, thực hành các công đức theo tưởng không sinh diệt; ba, dùng năng dùng thần lực để làm sung mãn tất cả nguyện; bốn, nương tựa vào dự lực của tinh thần phá chấp để thấy mọi sự biến hóa của Phật; năm, như chốn vun trồng các căn lành công đức của chính mình có thể bố thí cho tất cả không chút hối tiếc; sáu, giáo tu tập các pháp bậc nhất vượt cả hạn lượng mà Phật đã nêu dạy; bảy, biết rõ về cuộc sống là khổ để không tham dị ba cõi; 8. Đạt được gốc vô tận của đạo pháp để tự tạo an lạc; 9. Nhận rõ về nẻo hành hóa của hàng thanh văn để không tham chấp; 10. Biết rõ pháp duyên giác nên xa lìa không theo; 11. Thực hành đúng theo 9 thứ bậc của đạo pháp vô ngại; 12. Giúp hóa độ thành tựu các bậc cha mẹ cùng hàng quyến thuộc. Này vị thiên tử, đó gọi là 12 nẻo gốc của con đường thanh tịnh vô ngại. Các vị Bồ Tát luôn nhớ nghĩ để tu tập thành tựu đạo quả của mình. Thiên tử nên biết, đại Bồ Tát tu tập pháp định ý nhất tâm sẽ luôn nhớ nghĩ, nhận biết về các pháp được diệt có 10 sự việc. Từ đấy,
sự thông tỏ về mọi đạo hành hóa trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai như Phật không khác. Những gì là mười pháp? Thứ nhất là quán sát màu hình tượng gốc là không thực có, cùng không nhiễm chấp giấy pháp tưởng và hình sắc. Đại Bồ Tát với đạo hành hóa như Phật không khác. Bây giờ Bồ Tát tu tập pháp tướng hảo ba la mật, đối với mỗi mỗi tướng đều hành hóa như Phật không khác. Bồ Tát với thần trí biến hóa khắp mọi chốn cõi, tuần hợp trong việc giáo hóa chúng sinh, theo chuyên đến hóa độ, như đạo hành hóa của Phật không khác. Bây giờ Bồ Tát hóa làm vô lượng thân tướng với sắc tượng bậc nhất, dùng tám thứ âm thanh để khuyến khích dẫn dắt chúng sinh đúng theo đạo hành hóa của Phật không khác. Vì Bồ Tát ấy lại làm thanh tịnh quốc độ Phật, quan sát về mọi hướng tâm niệm của chúng sinh, mọi uy nghi phép tắc đều không làm mất giới luật đúng như con đường hành hóa của Phật không khác. Lúc này Bồ Tát lại nhập pháp tâm mười định ý chánh tỏ, có thể nhớ lại nhận rõ về các âm hưởng của chúng sinh, sự ghi nhớ ấy thật bền chắc không hề bị quên, cũng như đạo hành hóa của Phật không khác. Bồ Tát lại thực hiện mười thứ ánh sáng giác ngộ vô hạn lượng chẳng thể cùng tận, cố gắng cho chúng sinh tu tập theo các pháp ấy, tùy thời thích hợp mà chuyển pháp luân vô thượng đúng theo con đường hành hóa của Phật không khác. Bồ Tát ấy đạt được bốn pháp vô ý, ở nơi giữa đại chúng tạo nên tiếng sư tử trống, không làm gián đoạn sự nối tiếp của chánh pháp Như Lai cùng các hàng thánh hiền, là đem pháp ấy giáo hóa chúng sinh tại đều thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề, đạt nhất thiết trí, dứt mọi chướng ngại đúng như Phật đã hành hóa không khác. Bồ Tát ấy miệng diện trạng giáo pháp phổ cập đến mọi nơi chốn đối tượng, thân hội nhập vào nẻo hành ba đời, dứt sạch mọi lậu để thành các hành vô lậu, đạt đủ thần thông trí tuệ để có thể hóa độ hết thảy đúng như nẻo hành hóa của Phật. Vì Bồ Tát ấy lại đạt được đầy đủ mười lực vô ý của Phật, tại quốc độ Phật cùng chúng sinh đều thanh tịnh như Phật đã hành hóa không khác. Này vị thiên tử, Đại Bồ Tát như vậy đã thực hiện mười sự việc ấy để có thể tiến tới thành tựu đạo quả Phật Đà không còn khó khăn nữa. Vì sao? Vì hết thảy các pháp vốn là không chỗ có, cũng không có lúc tới lúc đi. Các pháp là vô tướng, mà tướng cũng là không thực có. Các pháp là vô thanh, mà thanh vốn là vô hình, bản tánh là tự không. Vì sao? Vì thanh từ nơi không phát ra rồi lại quy về nơi không. Chỉ do chúng sinh bị có nhiễm nên theo đấy mà giấy khởi nhận thức tưởng chấp. Thiên tử nên biết, ta sư cầu đạo trải qua vô số kiếp luôn phân biệt nhận rõ gốc ngọn, vẫn chưa có thể tấu đạt trọn vẹn một pháp định ý. Một pháp ấy là gì? Đó là pháp vô niệm. Bồ Tát đạt được pháp định ý vô niệm ấy thì sẽ xem hết thảy các pháp, thảy đều là vô hình. Này vị thiên tử, ta nay thành Phật là do đã dốc lòng thực hiện hành ấy mà thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. Bây giờ vị thiên tử gọi tình cơ tới với Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, như nay con được nghe về nẻo hành hóa của Bồ Tát, các pháp là vô lượng, khó có thể đạt đến cứu cánh chúng sinh, do từng ấy các căn không đồng. Vậy làm sao muốn thành tựu được đạo quả vô thượng chánh giác? Là nghe Phật dạy là đúng như nẻo hành hóa của Phật không khác. Nếu con xin hỏi Như Lai thế nào gọi là đúng như nẻo hành hóa của Phật không khác? Kính mong Thế Tôn mà mọi phân biệt rõ. Vị thiên tử lại thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, nẻo hành của Bồ Tát các pháp đều khác, nẻo hướng của chí ý chí cùng giới pháp hành hóa không đồng. Làm sao Thế Tôn cho rằng nẻo hành hóa của Bồ Tát là như Phật không khác? Như thế thì sao không gọi là Phật? Vì sao mười lực chưa đủ để hàng phục các thứ ma? Vì sao không được gọi là bậc đạt nhất thiết trí? Vì sao không gọi là bậc đã giác ngộ thông tỏ hết thảy các pháp? Vì sao không mang tên là bậc đã quán khắp các hành của hàng Bồ Tát? Vì sao không tọa nơi đạo tràng của Phật đã tuyên giảng diệu pháp luân khởi? Vì sao không gọi là bậc tu chánh giác? Vì sao không thông tỏ nẻo hành hóa chánh pháp của chư Phật trong ba đời? Vì sao không trụ thế trong một kiếp để nêu bày rõ về trí tuệ? Vì sao không nương tựa vào các pháp để tu tập pháp định ý chánh thọ? Vì sao không nhận rõ pháp giới để phát huy trí tuệ vô lượng và dụ hàng Bồ Tát lấy đó làm quyến thuộc? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử cõi trời tịnh cơ lành tay nay vị tập thánh tử, những chỗ ông theo hỏi như thế là quá nhiều rồi đấy, ta nay sẽ bị ông mà nêu bày rõ, ông hãy cố gắng lãnh hội và khéo suy nghĩ ghi nhớ.
Thiên tử nay hỏi về nẻo hành hóa của Bồ Tát cùng Phật có khác danh. Như hết thảy hàng thiện nam thiện nữ đã giác ngộ thông tỏ các pháp là vô hình, không thể nhìn thấy. Bồ Tát với thệ nguyện rộng lớn, phổ cập đến tất cả các loài hữu tình, hữu hình trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, lần lượt sẽ thành tựu đạo quả. Chưa đạt được trí tuệ quán không thanh tịnh, ví như sẽ đạt được trí tuệ ấy thì gọi là bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát dựa vào trí tuệ để hóa độ chúng sinh, tôi đạt được cùng nhận được sự trao truyền của Đức Phật kia thì gọi là hàng Bồ Tát đã dứt sạch ba độc và không còn giấy mực khởi mười nẻo ác, hội nhập tận cùng cảnh giới của Như Lai, được đó được gọi là mười lực, đã vượt khỏi hàng phàm phu. Đức vẫn theo đạo hành của Bồ Tát, tâm không hề lay động đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đó được gọi là Bồ Tát. Như là có các hàng thiện nam thiện nữ phân biệt nhận rõ pháp giới trong tính chất cùng tương quan, thọ nhận hội nhập thì đó gọi là nhất thiết trí, cũng như các pháp gốc là không tướng mạo do sự lầm chấp của chúng sinh mà đều có được danh hiệu. Đối với các pháp ấy, những gì có đạt được thì biết cách để đạt, những gì có thể rời bỏ thì cũng biết cách để rời bỏ, luôn không lìa gốc thiện để tu tập nẻo Bồ Tát. Đó gọi tên là Bồ Tát. Hầu như Bồ Tát phân biệt nhận rõ các pháp là không một không hai, tự nhiên là phát sinh các pháp ba la mật, là từ giác ngộ thông tỏ, cũng lại khiến cho mọi người cùng giác ngộ mọi pháp tướng, thì đấy được gọi là tên Phật. Hay như vị Bồ Tát ấy không thể chúng sinh của các pháp là hai ba, khéo quan sát không hề quên, tuy duy không đạt pháp từ đâu sinh, do từ đâu diệt. Ai là người đại chuyển pháp luân, đã khai thị chánh pháp, có thể thông hiểu được hết thảy các pháp ấy, đó gọi là Bồ Tát. Hoặc như Bồ Tát dùng tuệ nhãn để xem khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, với muôn loài chúng sinh có hay không có tâm ái dục, có hay không có tâm ngu si, có hay không có tâm giận dữ, để có thể tư duy để đoạn trừ hết thảy mọi cội rễ ấy. Vì thế nên gọi là tuệ nhãn. Lại nữa, về Bồ Tát đạt được tuệ nhãn du hóa tự tại nên lui tới đi đến khắp mọi cảnh giới của chư Phật, thông tỏ tận cùng mọi tâm tâm niệm của chúng sinh, tuần hóa độ hay chưa thể hóa độ, nhân đấy liền có thể đi vào tùy theo loại mà giáo hóa, đó gọi là Bồ Tát. Hay như Bồ Tát dùng mọi ánh sáng giác ngộ tỏa chiếu khắp mọi cảnh giới để nêu bày rõ trí tuệ vô lượng ấy, do đó các nẻo thâm diệu sâu xa của chư Phật Thế Tôn, đó gọi là Bồ Tát. Hoặc như Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ nó có thể chiếu tỏa khắp cảnh giới hư không, thần trí của Như Lai như hiện ra nơi hiện tại, đối với mọi cửa tội lỗi làm cho bế tắc thì đều khai thông và bài nẻo nơi hoàn thực tỉnh, đã không tham vướng 18 pháp gốc, luôn được giữ vững, không còn bị một thứ thiền nẻo nào trói buộc nữa, đó gọi là Bồ Tát. Hay như Bồ Tát nâng uy nghi của Phật đã nhận rõ và tu tập phân biệt về con đường độc nhất riêng biệt mà Như Lai đã đi, không ai có thể sánh cùng, về danh sắc sáu nhập cảnh lạc thọ hữu sinh tử, và cội rễ ngọn nguồn của chúng sinh ba đời, và mọi thể đều thông tỏ, đó là không ai có thể cùng sánh được. Hay như Bồ Tát nói tiếp, cùng phát huy con đường hàng hóa của Như Lai, khi cho Phật chủng không bị dứt tuyệt, nên luôn giúp thực hiện mọi Phật sự, đối với mọi nẻo sinh diệt đều không còn nhận thức theo nẻo có không. Vì gốc các pháp là không hư tịch, nên thể hiện đầy đủ bốn tâm vô lượng, là cũng phân biệt nhận rõ gốc không nay có hoặc gốc có nay không, từ đấy lãnh hội thông tỏ thấy đều là không, không giấy từng ấy tưởng niệm vướng chấp, đó gọi là Phật. Hoặc như Bồ Tát đạt được trí tuệ thần thông quan sát chúng sinh, giới kiếp có gần có xa, kiếp gần không lấy đó làm mừng, kiếp xa không lấy đó làm lo. Đối với kiếp thành kiếp hoại cũng đều như vậy, luôn thu giữ ý, giữ vững tâm không hề bị vọng loạn, đó gọi là Bồ Tát. Đức Phật bảo vệ thiên tử cõi trời tịnh cư, nhưng các hàng thiện nam thiện nữ hành đạo Bồ Tát lại nên tư duy về hết thảy các pháp từ lối mắt bắt đầu phát tâm cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng tối thượng, không hề chấp ở sự phân biệt ta tôi ta người thọ mạng. Nếu hành hóa ấy tự nhiên dứt trừ sạch mọi thứ phiền não bụi bặm cấu uế, đó mới được gọi là tu tập đạo Bồ Tát. Là có Bồ Tát phát tâm giúp cầu đạo vì tất cả chúng sinh mà các mọi nỗi khổ hạnh, là cũng không thấy có người đạt đạo, là cũng có thể hóa độ vô lượng a tăng kỳ chúng sinh, có người được thọ chứng hay không được thọ chứng, trong ấy đều được thọ quyết, là đã dứt hết mọi tham đắm cấu nhiễm,
Đó được gọi là tu tập con đường Bồ Tát. Lời nữa là vì thiên tử như các hàng thiện nam thiện nữ đã phân biệt nhận rõ về ba không hàm chứa vô lượng các pháp thâm diệu để nhận biết như thật về chúng. Thế nào gọi là ba pháp không? Một, quán hữu nhận biết có. Hai, quán hữu nhận biết là không. Ba, quán không nhận biết là không. Đó gọi là ba pháp không, là nẻo hành hóa của Bồ Tát. Lời nữa này vì thiên tử lại có ba pháp không. Những gì là ba pháp? Một, không tận cùng. Hai, không vô tận cùng. Ba, không chẳng phải tận cùng, chẳng phải không tận cùng. Đó gọi là ba pháp không, là nẻo hành hóa của Bồ Tát. Đức Phật bảo vị thiên tử là có ba pháp không. Một, không sinh. Hai, không vô sinh. Ba, không chẳng phải sinh, chẳng phải vô sinh. Đó gọi là ba không, là nẻo hành hóa của Bồ Tát. Đức Phật bảo vị thiên tử lại có ba pháp không. Những gì là ba pháp không? Một, không trụ. Hai, không vô trụ. Ba, không chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Bây giờ vị thiên tử có trời tịnh cư đối với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, các pháp về quá khứ, hiện tại và vị lai đối với tất cả chúng sinh tại đều bị sinh diệt, gắn bó hay đoạn lìa, có thể lãnh hội được ba pháp ấy không ấy chăng? Đức Phật bảo vị thiên tử, tối nay sẽ bị ông mà nêu giảng rõ, ông hãy khéo suy nghĩ ghi nhớ. Thế nào là không trụ? Gọi là không trụ, đó là sự vô di tịch tỉnh. Thiên tử nên biết rằng, thế nào là không trụ? Đó là thân tướng của ông và ta vậy. Thế nào là không chẳng phải trụ, chẳng phải vô trụ? Đó là tất cả các pháp hữu hình trong ba đời. Đức Phật bảo vị thiên tử, như các hàng thiện nam thiện nữ thông tỏ về ba pháp không ấy, thì liền có thể thông hiểu tận cùng tất cả các pháp đối với thân gồm năm ấm chuyên hợp, cũng là như vậy, đó gọi là con đường Bồ Tát tu tập. Đức Phật bảo vị thiên tử, các pháp là không hợp không tan, chẳng thấy thanh tịnh, cũng chẳng thấy bất tịnh, cũng chẳng tự giấy suy niệm. Nếu ta thành Phật thì sẽ sinh nơi xứ ấy, quốc độ ấy với những quận huyện, cha mẹ, bà con, tộc họ, danh tánh, vân vân, lại cũng không giấy niệm, sinh trong kiếp ấy với thọ mạng ngắn dài, là chẳng tự suy niệm, thân tướng có màu sắc vàng rồng, an toàn gốc cây bồ đề sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu đạo giác ngộ. Đó gọi là con đường Bồ Tát tu tập đã có thể đạt được đầy đủ, đạt pháp không thoái chuyển, hành theo tâm vô sinh, gốc đạt không một tướng, huống là có hai tướng. Bây giờ Bồ Tát phân biệt nhờ đó các pháp thể quy về không tịch, nên thường tự tạo sự giữ gìn cần thiết khỏi bị bọn ma xấu ác từ tiện lung lạc, hướng tới nơi không trốn hướng, chuyển ở chốn không trốn chuyển. Như thế là đã hội nhập vào pháp giới của tuệ không vô lượng, có thể lấy đó làm pháp của các tướng để tự trang nghiêm. Đức Phật bảo vị thiên tử, cũng như mắt tiếp cận với sắc trong ngoài đều không chủ, phải có đủ ba yếu tố duyên hợp thì nhãn thức mới thành thống tưởng hành tức, là cũng như vậy, trong ngoài thành tựu thì mới thành các thức. Đức Phật bảo vị thiên tử, ta nay vì ông mà nêu dẫn ví dụ, cái đấy thông qua thí dụ sẽ tự thông tỏ. Cũng như Long Phương Y La Bát trú xứ nằm ngay bên cạnh núi Phước Kim, cung điện đền đài tường thành hàng cây đều làm bằng bảy thứ châu báu, cả đến thang leo thềm bệ đường lớn ngõ hẹp cũng đều do bảy thứ châu báu tạo thành. Các đồ vật được chạm trổ khắc đúc cũng đều được tạo nên do các thứ châu báu. Lúc này Long Phương Y La Bát thân thể toàn màu trắng xóa như ngọc tuyết, có chiếc lọng báu bằng vàng, cũng đi theo sau hương thơm cùng sau chuỗi trang nghiêm nơi thân, ta đều làm bằng bảy thứ châu báu, là dùng bảy báu để tạo ra các vật dụng đựng thức ăn, cũng dùng thần thuần thứ vàng rồng để tạo các vòng hoa chuông trống, cái thứ nhạc khí khác. Ba chốn nơi thân tướng đều cân đối, miệng răng cũng ngay ngắn hài hòa, dung mạo đoan nghiêm khiến người xem không biết chán, nói chung là rất thanh tịnh tươi đẹp. Hai bên xoay chuyển ung dung không hề trở ngại, những phước đức đó có được ấy là chẳng thể nói bày lượng tính hết nổi. Nhưng Thích Đà Hoằng Nhân thống lãnh 33 cõi trời, là bậc thiên vương được tôn quý. Lúc này Thích Đà Hoằng Nhân đang có điều tâm niệm, chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay, muốn được sử dụng Long Phương Y La Bát ở bên cạnh núi Phước Kim. Nên chỉ trong khoảng thời gian co giãn cánh tay, Long Phương Y La Bát đã đi tới cõi trời Tam Thập Tam Thiên, được đám theo hầu hạ hai bên chỉ dẫn, nên việc tìm đến chỗ thiên vương không gặp trở ngại gì. Bây giờ thì bởi đức Thích Đà Hoằng Nhân muốn khiến cho chư thiên thấy được công đức ấy, liền dùng đổ bảy thứ châu báu để trang nghiêm thân tướng Long Vương. Thế là thiên đế Thích
liền cởi thần lòng ấy đi đến khắp mọi nơi chốn để quan sát thưởng ngoạn cảnh sắc. Cùng trong lúc ấy, Long Vương Y La Bát lại dùng thần lực hóa ra đủ thứ đủ loại để cúng dường cung phụng hết mực chữ vị Thiên Đế Thích ấy. Long Vương tự hóa hình tướng có 32 đầu, nơi mỗi mỗi đầu miệng có 7 cái răng, trên mỗi mỗi chiếc răng lớn có 7 ao tắm, trong mỗi mỗi ao tắm ấy có 700 đóa hoa sen, trên mỗi mỗi đóa hoa sen có đến 700 ngọc nữ. Mỗi mỗi ngọc nữ lại dẫn theo 700 người phục vụ để cùng hòa tấu ca nhạc múa hát vui chung chung vui. Và phần Thích Đại Hoằng Nhân vào ngắm đại chén liền trở về cung điện bãi báo nghỉ ngơi. Sau đấy thì đến nơi một ao tắm tên là Hương Khiết. Bước vào đấy, có Long Vương Y La Bát tỏa thích vui đùa. Lúc này, Thiên Vương Đã Thích Hoàng Nhân đã vào một ao tắm mạnh đẹp đẽ, còn Long Vương ấy dạo chơi. Dù sao cơ thể cho bảo sen lẫn la liệt trong và nơi bờ ao tăng thêm vẻ trang nghiêm cho thân tướng. Lại theo âm nhạc hòa tấu ca múa, cùng với năm thứ dục lạc cùng nhau vui thú, thật chẳng thể kể xiết. Bây giờ, Long Vương Y La Bát rời bỏ hình tướng gốc của mình, không làm thân long nữa. Dùng chính thần lực mình hóa làm cảnh tượng cõi trời thân thập tam, là đi vào một ao tắm để cùng với các vị chư thiên và đám ngọc nữ vui đùa thích thú, cũng như Thiên Đế Thích không khác. Những người theo hầu hạ xem thấy sự biến hóa ấy, chứ thân thiên lẫn thân long đều không có gì khác. Thân cùng với thân thiên đồng, sắc cùng với sắc thiên đồng, đều cùng ở nơi ao tắm, không có sự biến hóa đổi khác. Thân Thích Đà Hoằng Nhân và thân Long Vương như là một chứ không hai. Vì sao? Vì đều do sự tích chức công đức từ đời trước mà có được. Bởi như hai người ấy gốc cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì hôm nay thành Phật lại cũng không còn lâu. Hành hóa theo tâm, đạt được tâm thanh tịnh và thành tựu đạo quả như thiên cung đó, gốc không rõ từ chỗ nào lại, đi cũng không có chỗ tới. Tất cả các hành đã đều là không là tịch. Thiên tử nên biết, thân ông hiện nay cùng với thiên cung và thiên tử nhật nguyệt, tất thảy chịu chung về sự hao mòn hủy diệt, không có thể giữ lấy lâu dài. Này vị thiên tử, vì thế mà phải lãnh hội đúng về tánh của các pháp, về sự thành hoại sinh diệt luôn phân chia cách. Duy chỉ có cảnh giới Đế Hoàng là an lạc vi diệu tột bậc, chẳng thể dùng đao kiếm hay chú thuật để phá hoại hủy diệt được. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, với thần nguyện rộng lớn bền chắc, để được pháp định ý vô ngại, dùng pháp thân mũi Bồ Tát làm bảy thứ cho báu để tự trang nghiêm, dùng hoa bảy giác ý để tô điểm cho thân tướng, khéo an trụ nơi pháp định ý vô ngại, dứt mọi vọng loạn, thần phóng ánh sáng không đâu là không tỏa chiếu. Khuôn mạnh tiếng chống chánh pháp để âm thanh vang động khắp mọi khắp mười phương, dựng cao ngọn cờ đạo pháp làm hiển lộ mọi uy nghi, gần cốt ráng chắc, sức lực hơn cả trời người, luôn được tăng trưởng với tất cả các pháp ba la mật, để giới mọi giới pháp đều tự nhiên thành tựu, bắp dáng uyển chuyển mềm mại, không thọ nhận các thứ bụi bặm cấu nhiễm, đa bày ánh sáng pháp luân là bậc pháp vương hơn hết, đã hội nhập vào kho tàng chánh pháp thâm diệu, dùng các vị bồ tát làm hàng quyến thuộc, dùng nước ở ao tắm cùng độ tám vị giải thoát để rửa sạch tâm của quế, không làm gián đoạn gốc của thệ nguyện lớn lao, vì mọi người an tọa nơi gốc của bồ đề, để bỏ tất cả mọi nẻo ngôi nước vinh hoa, không chút luyến tiếc, dùng sự thi ân lớn lao đó có phần làm thành tựu Phật đạo. Chính vào lúc này đã phát ra âm thanh vang vọng, ta không thành Phật thì không hề rời khỏi tòa ngồi này, phải thông tỏ những điều cần được giác ngộ thì mới rời tòa ngồi này. Chỉ có vị thần giữa đất cây mới rõ tâm ta lúc ấy. Lúc này, Đức Thế Tôn nói xong lời đó, thì cả vô lượng hàng xa quốc độ trong khắp mười phương, có tới 80 ức cai chư Bồ Tát đã được thần thông, thể đều tề tựu đông đủ, trời đất chuyển động lớn, chư Phật trong mười phương, mọi vị đều ở nơi cõi mình xưng tán công đức kia, nói với bốn bộ chúng rằng, hôm nay Bồ Tát Thích Ca Văn ở nơi thế giới Ta Bà sẽ thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị hãy cố gắng đến cõi ấy, phải thu giữ tâm ý, giữ gìn đủ uy nghi, thì mới đến gần để chiêm kính, chiêm bái lễ kính lễ. Bây giờ, chư Bồ Tát thần thông khắp trong mười phương, vâng theo tánh chỉ của Phật,
Thầy cùng cung kính lễ Phật ba lượt đều mang theo hương hoa đi đến thế giới Ta Bà, dập tâm cúng dường kính lễ, đi dạo quanh gốc cây Bồ Đề, khéo bày tỏ vô lượng lời xưng tán Bồ Tát. Trong khi ấy Bồ Tát vẫn an tọa, tâm nhỏ như đại địa, lớp chân lông trên thân tướng cũng im lìm, tâm ý như gắn chặt với giờ phút hiện tại, mắt không hề dòm ngó hai bên. Tâm từ bi thể hiện trọn vẹn sự thương xót đối với mọi khổ ách của muôn loài. Tới nay sở chỉ thành tựu đạo quả Phật Đà là vì thương xót muốn cứu độ mọi chúng sinh. Nói là lúc nói xong lời ấy thì cả trời đất đều hiện đủ sáu cách chấn động. Bây giờ Đức Thích Thế Tôn đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, bảy ngày không hề lay động, chư thiên long thần tám bộ chúng thì cùng đến để phái quanh hộ trì che chở cho Bồ Tát, nhằm hỗ trợ cho đạo quả Bồ Tát đạt đến cứu cánh. Như thế là ta cũng không hề rời bỏ nẻo hành hóa của Bồ Tát. Lại nữa là vị tiên tử Bồ Tát với thần túc của mình tu tập thực hiện sáu pháp ba la mật của bậc giác ngộ, tiến tới trên con đường tu học thành Phật, mới tạo nên giáo pháp khó độ chúng sinh. Ra trước khi thành Phật cũng do tu tập thực hiện sáu pháp ấy, cùng thể hiện lòng từ bi rộng lớn. Những gì lại sáu pháp một luôn thể hiện lòng từ bi nhân ái thương xót đối với những chúng sinh chưa được hóa độ; hai, bố thí giúp đỡ đối với hết thảy mọi đối tượng; ba, chỉ dẫn rộng khắp, anh sẽ giác ngộ không có tiến thoái; bốn, thực hiện ba pháp tuệ không, đem lại sự thanh tịnh ổn định cho quốc độ; năm, thu giữ giữ lấy quốc độ, tâm không dao động thay đổi; sáu, thọ nhận sự ấn chứng tin tưởng nơi Đức Phật để có thể trao lại cho chúng sinh. Đó gọi là sáu pháp giúp cho việc thành tựu bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo vị tiên tử: Đại Bồ Tát là có sáu pháp, khi luôn nhớ nghĩ đến việc hóa độ chúng sinh, không ăn lầm lười nhác hay khinh thường, và là thực hiện đầy đủ mọi nguyện vọng của tất cả chúng sinh. Sáu pháp ấy gồm: một, tinh tấn đoạn trừ các lậu các sở; hai, dù khổ hạnh cũng không rời đạo tâm; ba, luôn tự nhắc nghĩ để thu giữ thân ý thân khẩu ý; bốn, tìm thầy để mong được thọ nhận chánh pháp; năm, tu tập các đức là nhằm vì chúng sinh; sáu, thực hành các pháp định, quan sát lãnh hội mọi cội nguồn. Đó gọi là sáu pháp giúp cho đại Bồ Tát tạo được thuận hợp với trí tuệ giác ngộ. Đức Phật bảo vị thiên tử: Chư Phật Thế Tôn tu tập sáu pháp ấy thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề, hóa độ rộng khắp chúng sinh, chuyển pháp luân thâm diệu, hòa nhập vào cửa tổng trì. Thế nào là tổng trì? Gọi là tổng trì tức là pháp tổng trì, pháp an lạc thanh tịnh. Bồ Tát hội nhập pháp tổng trì ấy thì có thể khiến cho chúng sinh luôn được an vui với sự diệu lạc của pháp an lạc đó. Đức Phật bảo vị thiên tử: Là có pháp tổng trì vô biên tế, Bồ Tát đạt được pháp tổng trì ấy thì có thể khiến cho vô biên vô tận chúng sinh luôn đứng vững trong tánh điều giải thoát. Đức Phật bảo vị thiên tử: Là có pháp tổng trì vô đoạn chuyển pháp, Bồ Tát đạt được pháp tổng trì này sẽ khiến cho chúng sinh nghe pháp không hề bị gián đoạn. Là có pháp tổng trì giác đạo liễu chúng sinh bản, Bồ Tát đạt được pháp tổng trì ấy thì sẽ khiến cho A Tăng Kỳ chúng sinh biết rõ được gốc từ chỗ nào đến. Là có pháp tổng trì hành tích vô ngại, Bồ Tát đạt được pháp tổng trì này thì sẽ thông tỏ tính chất như nhiên của các pháp, không có sinh diệt. Là có pháp tổng trì tụng pháp bất vong, Bồ Tát đạt được pháp tổng trì ấy thì sẽ tu hành thu đạt được các pháp môn, không hề giấy khởi tưởng chấp về các pháp. Này chư vị thiên tử, các pháp tổng trì của Bồ Tát như thế là có đến vô lượng trong ngàn giải ức, vượt khỏi sự suy niệm của tâm. Bồ Tát cho đạt được các pháp tổng trì ấy nên liền đạt hàng trăm ngàn pháp tam muội an lạc tự tại. Đức Phật bảo vị thiên tử: Có bốn pháp biện tài của hàng thiền thánh Như Lai, Bồ Tát đạt được bốn pháp đó thì đối với con đường hướng tới cửa ngõ niết bàn giải thoát không có gì không còn trở ngại gì. Thế nào là các pháp biện tài của hàng hiện thánh? Này cho vị thiên tử, họ có vị Bồ Tát tâm ban đầu mới nhập định, tâm sâu đây hướng đến đạo, thực hiện theo trí tuệ của Như Lai, không hề hủy hoại tâm trước, tâm tức tâm ý lúc nhập định. Đó gọi là Bồ Tát đạt được pháp biện tài của hàng hiện thánh. Là đến hai vị thiên tử, Bồ Tát nhập định, niệm trước niệm sau luôn tịch nhiên chẳng động,
con đã cầm đầu các tướng tốt, hiện rõ khắp cho người được đời được thấy, dùng thuần các vị Bồ Tát ở bên cạnh để giúp đỡ giữ gìn, đó gọi là Bồ Tát được là pháp biện tài của hạng hiện thánh. Lại nữa này vị thiên tử, họ có Bồ Tát hiện rõ việc nhập định tâm đi đến khắp vô lượng thế giới chư Phật, thu nhận lấy các giới pháp thù diệu của bậc giác ngộ mà không một chúng sinh nào hay biết cả. Lại nữa này vị thiên tử, là có Bồ Tát nhập pháp tam muội diệt tận là pháp chánh định vô hình, là ra khỏi pháp định ấy và tạo ra vô biên vô số biến hóa, nhưng tất cả chúng sinh đều không hay biết được, hoặc hiện một kiếp đến trăm ngàn kiếp, hoặc hiện một tháng một, hoặc hiện một ngày cho đến 7 ngày, hoặc hiện thành Phật chọn lấy cảnh giới niết bát nơi hoàng. Này vị thiên tử, đó gọi là Bồ Tát đạt được biện tài với vô lượng công đức. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo vị thiên tử, như có hàng Bồ Tát riêng mình đi khắp ba cõi để cúng dường cho Phật Thế Tôn, thì trước nó tu tập pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy để nhằm vượt qua hàng thanh văn bích chư Phật, để nhằm dốc cúng dường cho Phật Thế Tôn, để nhằm thấu đạt tận cùng cho lượng pháp trong ba đời, để nhằm đạt được sự giải thoát như Phật đã đạt được, để nhằm khiến cho chúng sinh trong một thời đều được thành Phật. Này vị thiên tử, các vị đại Bồ Tát ấy như vậy là phải tu tập pháp biện tài của hạng hiện thánh đó, lai thọ trì đọc tụng và thuyết giảng cho nhiều người cũng được lãnh hội. Cho dù chỉ với những thời gian ít ỏi nhất, hạn hẹp nhất, kể cả chỉ trong khoảnh khắc chốc lát, vì sao phải chư Phật trong ba đời, cũng như tất cả các con đường tu tập tại đều từ đây phát sinh, đem đến ánh sáng cho thế gian, khiến những người khốn khổ tự nhiên được an lành. Như có các hàng thiện nam thiện nữ thân thể mang bệnh nhọt bướu đầy những máu mủ nhấp nhúa, cái đó nó được nghe pháp biện tài của hàng thánh hiền ấy, tức thì liền được tiêu trừ khỏi bệnh. Hoặc các thiện nam thiện nữ mang các tật như xương sống bị cong vẹo, mắt mù, tai điếc, câm ngọng, không nói được. Nếu được gặp gỡ bậc thiện tri thức thuyết giảng cho nghe bốn pháp biện tài của hàng hiền thánh ấy, tức thì liền được giải thoát khỏi mọi khổ nạn đó. Này vị thiên tử, nếu ta ngày trước chẳng đạt được bốn pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy, thì rốt cuộc cũng chẳng thể thành tựu được chúng. Vì sao? Cho công đức phước báo của các pháp đó là khó có thể lường tính được. Như từ một kiếp cho đến trăm ngàn kiếp, như số hàng xa kiếp, trong ấy cũng không thể dùng thí dụ để ca ngợi pháp diệu ấy cho hết được. Đức Phật bảo vị thiên tử, ta này sẽ nêu sơ lược một số điểm chính. Như có các hàng thiện nam thiện nữ đi đến chỗ của Như Lai cũng kính đảnh lễ ngang chân Phật, lấy điều ấy làm hàng đầu, cho đến vô lượng quốc độ trong 10 phương có lễ cúng dường, tinh tâm được thể hiện trọn vẹn, mang vô số các thứ hương hoa, dân treo các loại cờ phướng dù lộng, hỏi Phật về ý nghĩa thâm diệu của sự tăng trưởng công đức, nhận biết tất cả các pháp như huyễn như hóa, cùng thuyết giảng về con đường tu tập của Bồ Tát để hóa độ tất cả, một mỗi phân biệt nhận rõ về đạo lớn bình đẳng. Như vô số các hành của Bồ Tát thì không đồng, các hành của tánh chúng sinh cũng như thế. Lớp lớp Bồ Tát an trụ nơi cảnh giới, lớp lớp Bồ Tát đầy đủ trí tuệ, lớp lớp Bồ Tát gồm đủ uy nghi, lớp lớp Bồ Tát với các hành thâm diệu, lớp lớp Bồ Tát đạt được thần túc, lớp lớp Bồ Tát với con đường đạt tới giải thoát, lớp lớp Bồ Tát hòa nhập vào cảnh giới, dứt mọi tham đắm cấu nhiễm, lớp lớp Bồ Tát dứt sạch mọi mê lầm, tâm luôn tự an lạc, lớp lớp Bồ Tát thông tỏ nẻo sâu xa của các pháp, để đạt phân biệt nhận rõ vô lượng pháp. Lớp lớp Bồ Tát với trí tuệ thông đạt, nó có thể quan sát nhận biết căn tính của chúng sinh đã thuần thục. Lớp Bồ Tát đạt được trí tuệ giác ngộ nên không hề rời bỏ gốc ngọn các pháp định. Lớp lớp Bồ Tát đạt được các pháp quán sâu xa, luôn thực hiện các pháp định ý. Lớp lớp Bồ Tát với thệ nguyện lớn lao nên không hề trái với bản nguyện. Lớp Bồ Tát dũng mãnh nên luôn thành tựu đầy đủ các pháp. Lớp Bồ Tát tinh tấn, nó không hề tỏ ra biến trễ. Lớp Bồ Tát chịu đựng khổ hoạn, nó không hề nhớ nghĩ về kiếp gần kiếp xa. Lớp Bồ Tát với lòng từ bi rộng lớn nên tâm luôn thể hiện sự bình đẳng. Lớp Bồ Tát với lòng thương xót lớn lao nên luôn thương nhớ nghĩ đến muôn loài. Lớp Bồ Tát tâm luôn vui mừng nên chưa từng giấy khởi giận dữ. Lớp Bồ Tát với tâm xả nên luôn buông xả đối với tất cả. Lớp Bồ Tát thực hành pháp quán bất tịnh nên luôn luôn quán tưởng bên trong các pháp. Lớp Bồ Tát thực hiện pháp phán về hơi thở ra vào nên luôn tự thu giữ tâm ý. Lớp Bồ Tát thấu đạt diệu lý 12 duyên khởi nên luôn tự dứt sạch mọi thứ tham bộ của các pháp. Lớp Bồ Tát quán tỏ năm ấm
Giới mạnh nên luôn nhớ nghĩ nhằm dứt trừ các tưởng. Này vị thiên tử, như thế là các vị Đại Bồ Tát đã quan sát các pháp chẳng thể nghĩ bàn, làm thanh tịnh mọi nẻo giáo pháp, thuận hợp tất cả các trí, thành tựu trọn vẹn một đạo gốc quy về một cõi niết bàn giải thoát. Như thế mới thích hợp với pháp biện tài của hàng hiền thánh để phân biệt nhận rõ về chỗ thuyết giảng kinh pháp của Như Lai. Thế nào là kinh đó? Gọi là kinh đó chính là khế kinh ca tọ quyết bản mạc cựu viễn sự tương ơn sinh kinh phương đẳng vị tằng hữu pháp nhân duyên kinh thí dụ thâm tạng đoạn kết. Này vị thiên tử, đó gọi là các vị Đại Bồ Tát tu hợp pháp ấy đã có thể đạt được đầy đủ mọi sự thông tỏ. Đức Phật bảo thiên tử, như có Bồ Tát muốn đạt được đầy đủ thân tướng của Như Lai với 32 tướng của bậc đại nhân, 80 vẻ đẹp và 8 thứ âm thanh của loài chim yết tỳ ca lăng tần già cùng dầm tròn hào quang tỏa ra đến 7 thước, nói chung là muốn đạt được tướng hảo như vậy thì phải tu học pháp biện tài của hàng hiền thánh. Muốn đạt được pháp thân Như Lai còn đủ 5 phần pháp thân thì phải tu học các pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy. Muốn thu giữ giờ lấy tất cả sáu pháp tu ba la mật của Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí đầy đủ các pháp Phật thì phải giúp tu học pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy. Đức Phật bảo vị thiên tử, như có chúng sinh muốn không rời bỏ các pháp, không dựa vào bốn đại thông đạt các pháp thâm diệu sâu xa của Như Lai, nói chung là muốn đạt được như thế thì phải dốc tu học pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy, là muốn hội nhập vào cõi trí tuệ sâu rộng vô bờ nơi theo ba đạt trí để vô hóa tự tại nơi với 5.000 pháp tám mũi thì phải tu học pháp biện tài của hàng hiện thánh ấy. Như Lai muốn dứt bỏ sạch danh hiệu tên họ gốc chúng sinh của mình để thành tựu được tôn hiệu Như Lai, muốn đi bỏ mọi nẻo trói buộc mọi nơi chốn tạo tác đau khổ bất an, nói chung là muốn đạt được những điều ấy thì cũng phải dốc tu học pháp biện tài của hàng hiện thánh đó. Này vị thiên tử, như thế là các vị Đại Bồ Tát tu học thông tỏ các pháp đã tạo lập được con đường đại thừa, thực hiện đầy đủ bản nguyện làm thanh tịnh chúng sinh, thành tựu cõi Phật. Đối với pháp tạng của Phật không còn một trở ngại nào, nhờ đấy mà thấu đạt các pháp như huyễn hóa, như tiếng vang, như thân cây chuối, như bóng hình trong gương, nhưng mà cảnh tượng được thấy trong mộng do như cảnh huyễn hóa nên chúng không thực có. Này vị thiên tử, Bồ Tát như vậy là đã lãnh hội rõ về các pháp nên liền có thể bày tỏ sự kính lễ đối với chư Phật Thế Tôn từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác để lắng nghe thọ nhận các pháp Phật, hòa nhập vào kho tàng thâm diệu ấy. Đức Phật bảo vị thiên tử, như có các hàng thiện nam thiện nữ muốn được làm bậc chuyển luân thánh vương, luôn có bảy báu bên mình, thống lãnh bốn cõi thiên tử, muốn làm bậc phạm thiên vương cũng được thích đề hoàng nhân, tóm lại là muốn đạt được các bậc ấy thì phải tu học giới luật của bậc hiền thánh. Lúc Đức Thế Tôn nói xong lời này thì có đến 98 ức vị đã đạt được đạo của A La Hán, thể đều thay đổi chí hướng nên đã cùng lên trước Đức Phật thưa: kính bạch Thế Tôn, chúng con vì quá lo lạ trong việc tu tập từ gốc nên nay bị rơi ở chốn biên vực, kính bạch Thế Tôn đổ lòng thương xót chỉ dạy để chúng con được tu tập pháp biện tài của hàng hiền thánh. Các vị ấy cho đến lần thứ ba, Đức Phật mới im lặng chấp nhận. Lại có vô số chúng sinh được nghe pháp ấy tức thì mọi thứ bụi bặm cấu nhiễm đã đều dứt sạch và đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật bảo vị thiên tử cõi trời tịnh cư, ở trong hiền kiếp này có 700 vị Phật đi trước ông và sẽ thành Phật hiệu là Trí Tích Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10 tôn hiệu gồm đủ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.